Chào mừng tất cả anh em cùng quay trở lại với cửa hàng xe điện Phương Nam. Đó thì hôm nay Phương Nam sẽ lên sóng review cho anh em một mẫu xe đạp điện đời mới. Mẫu này có tên gọi là dòng Honda Citia. Để mình đi sơ cho anh em mình tham khảo chung một vòng dàn ngoài trước, xong bắt đầu mình sẽ vào phần chi tiết ốc tán này. Mẫu này là mẫu mới ra đây thôi anh em, mẫu mới của 2023. Đó. Yên đơn, ghế đơn. Đó, anh em thấy màu mè cực kỳ sặc sỡ luôn nhé. Những cái mẫu đời mới thì hầu hết xe nào cũng đều trang bị hệ thống, đầu tiên phải nói là khóa Smart Key anh em. Đó, Smart Key. Anh em không có thể không xài chìa thì anh em có thể xài bằng móc này cũng rất là tiện anh em. Đó. Đó, anh em bấm một cái là có thể lên đèn vẫn chạy được bình thường, không cần xài chìa luôn nhé. Đó, vẫn vặn ga này anh em. Chạy vẫn bình thường này. Anh em mình không đi nữa thì anh em lại tắt nó đi. Đó. Có chống trộm đầy đủ hết nha anh em, có khóa chống trộm này, đó, báo chuông xe tìm xe này. Đó, còn anh em mình ví dụ như theo cách thông dụng thì anh em cứ xài bằng chìa. Đó. Dòng đời mới này thì mấy cái đồng hồ hiển thị thông tin rất là đầy đủ anh em. Cây số ô đô rồi này. Đó, rồi vận tốc này, rồi là phần trăm pin này. Đó, cái này giấy bóng là xe mới nên mình chưa có bóc ra. Anh em nào mua thì về anh em tự bóc giấy bóng anh em nhá. Đó, gọi là đập hộp đấy anh em. Dòng này thì nó sẽ xài 4 bình lớn anh em nhá, 4 bình. Đó. Sử dụng xe bên cửa hàng là sẽ được bảo hành xe 1 năm nha anh em. Đó, xe mới tinh. Bắt đầu vào phần chi tiết này anh em. Dòng này thì nó đi xe sẽ là lốp có xăm. Đó, lốp có xăm. Khung ốc tán anh em này thấy phuộc nhún này. Đó, dòng này là phuộc đều có ti hết anh em nhá. Phuộc là đều có nhún nhiếc đầy ti tiếc đầy đủ hết này. Đó, khung sườn cực kỳ chắc chắn này. Đó, Honda, đây form xe đây. Dòng Citia. Đó. Mẫu đạp này thì ví dụ như anh em mình đi không may nó hết điện, anh em vẫn đạp bình thường nhá. Ví dụ như anh em đi một quãng đường khoảng cỡ xe này quy định là chạy tầm 4 đến 35 đến 40 cây là hết bình. Đó, nhưng mà anh em đi tầm 50 cây mà không may chưa được đến điểm đích thì nó hết thì anh em vẫn đạp bình thường. Đó, đạp rất là nhẹ tại vì nó có trợ lực, anh em đạp cực kỳ mệ nhẹ anh em này. Đó, rất là tiện luôn nha. Đây, yên đơn, cái bình nó nằm ở đây anh em. Đó, đây cái đơn cho người đằng sau. Đó, cái nhún nhìn như này thôi nhưng mà anh em chở hết tải của nó loanh quanh phải được tầm 140 đến 150 kg anh em. Đó, vẫn chạy được phò phà luôn nha. Đó, cũng là lốp có xăm luôn. Đó, form xe tem tiếp nhìn rất là nổi bật. Đây, những dòng này thì nó trang bị hệ thống đèn, nói chung là cũng nhìn rất là đẹp này. Đó, đèn này, nó là đèn cầu. Đó, đèn cầu. Coi cực kỳ to luôn, viền LED chạy dưới nhá. Đây xi nhan này. Xi nhan này. Đó, giỏ xe này, tất cả mọi thứ đều đầy đủ. Đạp điện bên mình là dòng Phương Nam mình là chuyên xỉ và lẻ tất cả những dòng xe đạp điện đời mới hết nhá. Đó, góp thì anh em chỉ cần căn cước công dân thôi, không lợ xấu. Đó, những dòng xe thế này là anh em không cần đưa trước ngày nào là anh em có thể lấy xe về. Nếu mà anh em ở xa mà có thiện chí ấy, không có thời gian nên lấy xe thì anh em chỉ cần cọc cho mình một ít tiền thôi. Mình nhận cọc thì mình sẽ hỗ trợ anh em ship xe đến tận nơi 63 tỉnh thành phố anh em nhá. Những cái mẫu xe kiểu dáng cổ điển như này thì bên mình còn rất là nhiều. Anh em cần xe gì thì anh em cứ alo hoặc là cứ nhắn tin qua Zalo cho mình nhá. Đó, thì hôm nay mình chỉ quay đến đây thôi. Hẹn là anh em hôm khác thì mình sẽ lên mẫu khác cho anh em coi nhá. Rồi, cảm ơn anh em đã coi hết video clip của mình.